xin chào, tôi là giám đốc một công ty BMYC Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn biết khi đăng ký gói học tại BMYC thì các bạn sẽ được hỗ trợ như thế nào. Rất nhiều bố mẹ quan tâm đến gói học của BMYC. Các bạn ấy đã từng nhìn thấy bạn bè của mình học có kết quả tốt, nhìn thấy những người hàng xóm của mình học theo BMYC và có kết quả, mà các bạn ấy khát khao, ví dụ như những đứa trẻ tự tin nói tiếng Anh, những đứa trẻ có khả năng tự học tiếng Anh hàng ngày và có thói quen đọc truyện, có khả năng phát âm rất là tốt, rồi các bạn đi thi ở những cái trung tâm tiếng Anh hoặc là đi kiểm tra test trung tâm tiếng Anh thì đều có kết quả là ngoài sự tưởng tượng của các bạn ấy. Thế thì khi các bạn đăng ký học khóa học của bố mẹ con thì các bạn sẽ tò mò, sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ được hỗ trợ như thế nào, đúng không ạ? Vâng, như đã chia sẻ, đầu tiên chúng ta sẽ được hỗ trợ về phần là 4 yếu tố thành công. Các bố mẹ sẽ được chia sẻ, sẽ được đào tạo, sẽ được hiểu là 4 yếu tố thành công trong việc giúp con tự học tiếng Anh tại nhà là gì. Yếu tố thứ hai là chúng ta sẽ được hỗ trợ về tài liệu. Tài liệu thì chúng ta sẽ được cung cấp, chúng ta cần phải sắm một cái thiết bị học là iPad, sau đó toàn bộ những cái nội dung cần phải học bố mẹ con sẽ gửi cho bạn thông qua iPad đó. Thứ ba là chúng ta sẽ hỗ trợ được phương pháp sử dụng tài liệu. Các bố mẹ thường thắc mắc là những tài liệu này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đối với con, đúng không nhỉ? Thì bố mẹ con sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách sử dụng tài liệu này phù hợp với con theo từng giai đoạn học một, theo từng sở thích của con. Yếu tố tiếp theo là yếu tố thứ tư chúng ta được hỗ trợ, đấy chính là lộ trình học. Bố mẹ con đã có một lộ trình học bài bản, chứ không phải là cung cấp cho ta một cái tài liệu cho nên chúng ta tự bơi, đúng không ạ? Chúng ta đã được chia nhỏ ra thành từng bước một, lộ trình bài bản, học đến đâu, tắc ở đâu, hoặc là có thắc mắc ở đâu thì sẽ có hướng dẫn đến đó. Yếu tố thứ năm trong việc hỗ trợ đấy là chấm bài, đấy là nhận xét con học. Khi quá trình con học, con sẽ gặp phải một vài lỗi trong vấn đề phát âm, có thể gặp một vài lỗi trong vấn đề là học từ vựng, không nhớ từ vựng chẳng hạn, hoặc là không nhớ chữ cái, rồi thì thuyết trình con không biết cách làm thế nào, thì tất cả những cái điều này chúng ta sẽ hỗ trợ trong quá trình học, sẽ được những người nhân viên của bố mẹ con, sẽ được những người chuyên gia là những bố mẹ đã có kinh nghiệm đồng hành cùng với con, sẽ là những người giáo viên về chuyên có chuyên môn về tiếng Anh để nhận xét cho con, sửa bài cho con, động viên con học. Yếu tố thứ sáu đây chính là một cộng đồng, rất nhiều bố mẹ tích cực đã luôn ở bên cạnh các bạn, sẽ động viên các bạn, thúc giục các bạn tiến lên mỗi ngày. Và chỉ cần sau 1 đến 2 năm với một sự hỗ trợ tất cả mọi mặt, chúng ta chỉ cần đồng hành với con, chúng ta chỉ cần có thời gian 3 phút mỗi ngày, kết quả sau 1 đến 2 năm con các bạn sẽ nghe, nói, đọc thành thạo tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với bố mẹ yêu con.